Tiếp tục kiểm tra về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra tiến độ triển khai dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành ở tỉnh Đồng Nai. Ngay tại công trường của khu tái định cư, Thủ tướng đã yêu cầu trong tháng 9 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng khu vực ưu tiên rộng hơn 1.800 hectare của sân bay này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm công trường xây dựng hạ tầng khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn, có diện tích hơn 280 ha. Đây là một trong những dự án quan trọng nhất lúc này. Vì hoàn thành sớm bao nhiêu, thì hơn 1.000 hộ dân trong diện tích được thu hồi để xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ chuyển đến để xây dựng nhà ở. Có như vậy, những hạng mục đầu tiên của sân bay như xây dựng hàng rào và giả pháo bom mìn mới có thể được khởi công theo đúng kế hoạch. Tháng 7 này là em sẽ xong cái kiểm đếm với lại áp giá cho dân của giai đoạn 1 ưu tiên. Tại vì em có lợi thế là có 1.120 hectare là của đất cao su rồi. Em chỉ còn thêm có 600 hectare của dân nữa thôi. Là nhưng mà dân là có tái định cư hết rồi. Dạ, dạ, khả năng tháng 8 lên khuôn đường là em cho dân cho dân là ra luôn. Làm song song. Đúng rồi. Đó, mình cho dân vô thì xong họ làm nhà dần đi. Dạ. Họ làm nhà, họ mua vật liệu, họ làm nhà dần từng bước dạ, đi. Dạ, dạ. Đảm bảo có điện thi công cho họ ban đêm để họ làm cái chuyện dạ, đi. Dạ. Áp lực thôi mặt bằng phải xong tháng 9 này cho xong. Không có lâu thôi gì cả. 1.500 tháng ta. Dạ dạ. Nhá. Dạ dạ. Đấy. Cây cao su ông đưa cơ chế ra để chúng tôi xử lý đúng quy định. Đấu thầu hết rồi. Ông không chờ gỗ lên dạ. Để mà ông cắt cao su mà đến tính giờ gờ là ông phải đón là dạ, 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 là đón là phải chặt và chặt thôi dạ, dạ. Không phải chờ giá gỗ này mới đón con lô đâu. Dứt khoát là trong năm 2020 không leo qua 21 được dạ. À, leo 21 nó thành hai giá dạ. Là tụi em phải xử lý rất là nhiều thứ, không bao giờ nâng giá chỗ này dạ, chưa cần dạ. Nâng giá dạ. Hy vọng dân để nâng giá không dạ. Có chuyện đâu dạ. Một giá thôi dạ. Một giá là dễ quản lý dạ. Cho nên tỉnh mới tăng cường cho Long Thành này bao nhiêu cán bộ áp giá đúng chế độ 90 người già rồi anh. Trong tháng tháng 8 thì hội đồng thẩm định đã xong để mà ký. Đến tháng 9 này là ấp giá giải phóng mặt không mặt bằng, tháng 9 là bàn giao. Giai đoạn 1 em cố gắng tháng 10 ta đó. Tháng 10 là em bàn giao qua đây. 1 tháng 10 là bàn giao đủ 1.800 ha cho ACV. Dạ, rồi đấy. Là còn lại là em sẽ quý 2 năm sau là xong. Đấy. Tháng 10 là có thể làm được. Đầu tháng 10 chứ không tháng 10 đâu. Đầu tháng 10. Không bắt tay đi. Đây, tao tay mà kiểu đây nha, không phải tôi mời nhá, anh nào mà lơ mơ rồi xử lý đấy, mà không đâu, nói mà hành động đấy. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tại huyện Long Thành, Thủ tướng nhấn mạnh với quy mô kinh tế lớn thứ 5 và thu ngân sách thứ 4 cả nước, nên việc giải ngân các dự án thu hồi đất và tái định cư sân bay Long Thành với 23.000 tỷ đồng, tương đương với 1 tỷ đô la Mỹ, không chỉ là một cú hích đối với tăng trưởng kinh tế của Đồng Nai mà còn cho tăng trưởng cả nước. Trước một khối lượng công việc khổng lồ về xây dựng cơ sở hạ tầng ở Đồng Nai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cơ bản ủng hộ 12 kiến nghị để tháo gỡ các khó khăn, hỗ trợ cho tỉnh, nhưng tỉnh không được ngồi chờ, nếu ai không làm thì đứng ra một bên.